xào, một gà nướng. Hi, minasan, konnichiwa, là mình đây. Các bạn vừa có nghe món gì không? Đó chính là món hột gà nướng, là một trong những món ăn vặt bình dân, giá rẻ và xuất hiện khắp nơi ở Cần Thơ. Quả trứng nhỏ nhắn, ấm nóng vừa mới lấy xuống từ lò nướng tỏa ra mùi thơm rất là quyến rũ. Trứng được nêm nếm đậm đà, một chút cay nhẹ từ tiêu với độ béo mịn từ trứng, càng ăn càng thêm thèm. Để ăn món hột gà nướng thì chúng ta không thể nào thiếu muối, tiêu chanh và một ít rau găm. Vừa ăn vừa hít hà, cảm giác thật là ngon và hấp dẫn. Đã bao lâu rồi bạn không ăn món này, hãy thử ngay đi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.